À, xin chào anh em nha, mình mới nhận một con Oppo A5 2020 nha. Hôm nay màn hình nó giật như thế này đây. Nó bị bê gấp lại rồi, bê gấp lại này, giờ nó giật kinh khiếp luôn, giật kinh khủng. À, tiến hành thay thôi nha anh em, cái này buộc phải thay mới rồi. Ok nha. À, này thấy nó giật không? Ghê lắm, quá mạnh này. Tiến hành tháo ra nha.